vị, ở thôn 3, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, có 3 chị em tí hon, gồm Nguyễn Thị Hiếu, 32 tuổi, Nguyễn Thị Hằng, 30 tuổi và Nguyễn Văn Lợi, 25 tuổi. Dù cơ thể nhỏ bé so với người bình thường, nhưng họ vẫn luôn lạc quan, yêu đời và cố gắng lao động để phụ giúp gia đình, là tấm gương sáng cho bà con lối xóm. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng làm quen với gia đình tí hon này nhé! Trong góc bếp của căn nhà gỗ, mấy chiếc lưỡi liềm, cuốc, xà beng được treo lủng lẳng. Nhìn qua cứ ngỡ như bộ đồ chơi đồ hàng của trẻ con. Nhưng không, đó là bộ dụng cụ đi làm nương rẫy của ba chị em Hiếu, Hằng, Lợi. Từ khi sinh ra là thấy mấy đứa, ba đứa đó cũng tội, nhưng mà mấy không biết làm sao. Cứ lo nuôi nắng đến bây giờ, chăm sóc, đau ốm rồi, đi chơi, hay hay thương ngã, hồi con nhỏ đó, thì ai là căng chi mà khóc, thì cũng buông thôi. Hôm qua mấy đứa cũng đi học, trước đó, học ở trên thôn, nhưng mà sau đó là đi học dưới xã là không có đường đi, chưa có đường xe đi mà vẫn ông thuê không có xe nên mẹ đưa bố học. Dù thấp bé nhẹ cân nhưng cả ba chị em tí hon luôn vui vẻ lạc quan cười nói suốt ngày. Trong số này Lợi là chàng trai lanh lẹ sôi nổi nhất. Lợi thích cắt tóc từ nhỏ, thích làm thợ xăm hình nghệ thuật và luôn tìm tòi các trang truyền nghề này để học hỏi. Lợi còn háo hức dành tiền mua một cây kéo, rồi về làng gọi mấy người đàn ông đến nói sẽ cắt tóc miễn phí cho họ. Em đam mê từ lúc nhỏ, thấy thấy họ cách rồi em mò mò làm theo. Em lần em thấy cắt được, có cắt bằng trắng đờ, cắt bằng kéo, muốn làm cắt tóc với lại. Đi về cho họ biết ăn rồi ở nhà. Dù nhỏ con nhưng cả ba chị em đều lanh lợi hoạt bát. Khi biết mình không thể lớn thêm, cả ba chị em nhất quyết không chịu ở mãi trong căn nhà gỗ đợi chờ một tương lai không đích đến, mà quyết tìm việc làm để giúp đỡ ba mẹ. Việc đi làm á, mấy đứa mà hồi lắm ý là cũng gia đình anh chị cũng không cho đi làm, mẹ cũng không cho đi làm, mà mấy đứa là từ mưu sinh kiếm sống nữa, tội cho mẹ, tội cho anh chị, là phải có ngày mà rảnh rỗi mấy đứa cũng phải ra rẫy làm giúp công việc nhẹ nhàng trong rẫy, ví dụ như mùa tía, mùa làm có nữa là mấy đứa có thể làm được, là mấy đứa tranh thủ thời gian không có việc làm ở nhà thì thời gian đi làm giúp. Mẹ, anh. Từ hồi còn nhỏ, tôi sinh ra em đã bị như vậy rồi. Giờ em đi học đến lớp 5, giờ đi bộ từ nhà tới trường. Có ngày em đi làm giấy với anh chị, với lại ở nhà nấu ăn, giặt giũ, dẫn mấy đứa đi học cũng có lúc khó khăn, nhưng mà em cố gắng để đi làm, khỏi ở nhà, nhắc ở nhà. Không có gì để làm, đi đấy để làm mấy việc nhỏ nhỏ ở đấy, cố gắng mà sống để lạc quan. Ba chị em tí hon tuy không may mắn như bao bạn bè trang lứa, nhưng hàng xóm láng giềng xung quanh hầu như chưa bao giờ thấy họ bi quan, than vãn về số phận. Mỗi ngày đi qua, họ đều cố gắng từng chút một để cuộc sống hôm nay tốt hơn ngày hôm qua.